Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa nội ngoại hai bên, quý vị cũng đã biết, đám cưới thì phải có cô dâu chú rể. Và bây giờ chúng tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Thì ngày hôm nay ta thường nói có câu mèo mã thì đi với gà đồng, không phải lộn, dâm phu dâm phụ, ô không phải, đòi thông hai mẫu, ô phải luôn, à đôi tân lang và từng giày nhờn. Người ta thường nói có câu trăm năm trông gọi người ta, người ta trông cõi, trông cõi người ta đám cưới. Thì quý vị hãy nhìn lên sân khấu để chứng kiến cặp đôi tân lang và tân giày nhờn. Xin mời cô dâu Trần Long Diễn với trời ơi, bà nội là Úc Bạch Tạng. Và xin mời chú rể A Chảy và A Mặt là A Bằng. Ây da, xảy nhỏ rồi. Chú rể A Chảy vừa đáp xuống máy bay quý vị nha. Tôi Tân Lan và Tân Gia Nhân, một chàng vỗ tay đi quý vị ơi. Rồi xin mời phát biểu của bên hội nhà gái. Dạ rồi, thưa chị Xui, không biết con trai của chị tên gì ạ? Xin chào quý vị, con trai của tôi lấy từ Lài Loan, nó tên là A Chảy, con gái của chị tên gì? Con gái của tôi tên là A Lũng. Chết mẹ rồi, Lũng rồi chạy. Rồi chừng nào mừng ăn mấy khá này. Không sao hết, miễn là nó hợp với nhau là được rồi chị à. Ê dạ, A Chảy à, A Chảy. Rồi, A Chảy ơi, mẹ kêu. Việc làm, nói chung việc làm. Trời ơi, cái con này nó ngon quá, ai mà ơi. Nhưng mà phan đi, A Chảy ơi, A Chảy, cho hỏi là cái nghi thức đám cưới ở bên bển là mang quất đỏ đỏ gì hả A Chảy? A Chảy hơi bị lùng cho nên A Chảy mang quất cho nó khao. Rồi, cái quần này là đồ của bà nội A Chảy đây. Rồi, bây giờ tới nghi thức trao quà cho cô dâu và chú rể. Và trước tiên, xin mời mẹ vợ trao quà cho con chồng. Trái nghe nè, trước khi trao quà cho gặp mặt cô dâu đi. À, bây giờ mình sẽ gặp mặt cô dâu. Trừ mẹ lung lắm quá, hồi lúc ba mẹ lấy tao á, lâu có nhìn mặt tao lâu, mà quẩm làm sao có mày lực á. Đâu có cần phải thôi nhìn bây mặt. Giờ cho nó cho coi mặt đi chị Xui ơi. Con dâu rồi từ từ lấy mẹ nhìn trước rồi con nhìn sau á. Con gái ai phải chạy trời thích mẹ giờ cái mặt nó đẹp quá. Mày nhìn la. Trời ơi trời, nó đi làm buổi tối buổi sáng rồi sao nó tối hù vậy trời. Ai gà chú rể cởi cái kính đen ra giùm mặt chứ kính đen. Ta, cô dâu đây đó ha. Đúng rồi. Đây hai cái say qua một. 2 3. Ma! Mày la quá. Đeo kiến vô thấy nó khủng đẹp mà sao gỡ ra. Ma! Đeo vô. Chứ ngủ má tưởng má đẹp hả má? Cái mặt nó như con quỷ mà nó chê người ta. Thôi, xin lễ là bên nhà chồng lừa lẹ. Rồi, xin lễ bên nhà chồng. Đây à, thấy không, cái một người băng làm băng lữ này à, sẽ lừa sẽ... Bà Mai băng làm băng lữ. Rồi, đem lại tôi coi. Chị Xui từ, chị lùn lắm quá vậy chị Xui. Trời ơi, sao chị lùn lắm quá. Từ thôi, chị Thủng Thịnh nha. Con gái ơi, con gái con già này. Ê, con gái chứ, ây da, con gái chứ không phải là con gái. Con tôi là con gái, cái đó tôi cất rồi. Trời ơi, tôi là người Hoa, tôi là người Lài Loan á, nó tiếng Việt nó hơi bị lơ lơ. À con trai còn lớn cái cơ mà con trai. Thôi vậy chị kêu con dâu đi, chị đừng kêu con dây. Con dâu nó còn cái dây. À vậy, con dâu á, con dâu lớn dâu đi. Con à trẻ mày lớn á, chồng á, trong một xếp mà con chồng là cái tá đi xì à. Ôi, con chồng à, bây giờ thằng rể bây giờ khoan chưa? Chưa bán làm bán lữ xích quà. Rồi bây giờ mình phải là gọi là cái gì, mình gọi cái gì? Nghi thức trao xính lễ. Không phải cái gì mà lại tổ thiên tiên. Đây là nhất bái thiên lịa. Hai đứa quỳ xuống, hai đứa quỳ xuống. Mày liên hả chạy? Trời ơi trời, gặp con này hết muốn quỳ luôn á chạy. Không có sao đâu, trời mưa mày lấy cái mỏ là mày lúp vô. Mưa không có tạt. Quỳ xuống á. Quỳ xuống. Hai đứa quỳ xuống. Nhất bái thiên lịa. Vậy gọi là nhị bái cao lượng. Mày xoay qua A Chảy ơi, A Chảy ơi. Lại thủ tiền của nó A Chảy ơi. Nhị bái cao lượng à. Đây, phu. Wow. Cậu bái. Cái gì? Phu thê giao bái. Phu thê giao bái mà lại lộn mẹ. Phu thê bên đây. Phu thê bên kia. Trời ơi, cô dâu này bị đuôi hay gì? Trời ơi, tụi mày làm như con chó ngoài lường vậy á. Lứa này chu qua lứa kia quậm lại à. Rồi. Phu thê giao bái. Rồi. Trời ơi con dâu chị nó kỳ quá.
Rồi bây giờ còn cái nữa rồi. Rồi còn phụ rồi bây giờ rồi. Cái là cái cuối cùng dạ, cho tụi rồi. Nó chính thức làm vợ chồng. Rồi. Lúc lưỡi bay. Ê, bay. Ủa, ở đây không có luật à? Chúc mừng tổ tiên. Giao bay. Đúng rồi. Rồi. Vợ chồng giao phối. Lúc... Ê, ê, đứng lên, mày đứng lên, mày đứng lên. Rồi, chị Băng Lam Băng Lữ ơi, chị Băng Lam Băng Lữ. Bây giờ chị gửi qua... Cái gì à? À không phải, cái là bà bán cái gì à? Cái này là xính lễ của gia đình bà đem tới cho cô dập đó má. Đúng rồi. À Phón này, à Phón chọt vô làm quên lời. Bây giờ xin lại. Rồi, bây giờ à, bây giờ xin mời đàn trai à. Vậy là đàn gái. Cầm lưa cho đàn gái, mặt vui lên có ai chảy, mẹ nói con vậy à. Cái hộp đựng xin lễ sang dữ ha. Rồi, để mẹ mở ra cho con nha. Wow. Đây là gạch là cái gì? Mẹ nói là gạch là cái gì? Xây dựng gia đình à. Không. Cái cục gạch này là xây cái kim thỉnh đầu tiên dành cho con. Trời ơi, chị ơi, mày là mày vô duyên quá chị à. Mày đây nè, cái này mẹ nói cho con nghe. Có gạch là người ta nói là xây dựng hạnh phúc gia đình. Đúng rồi. Liêu mà con gái của chị à. Ê, con dâu. Con dâu, con tôi nó không có còn cái đó nữa chị được. Không, nó là con gái của chị. À, con gái. Tôi lưng xưng à, tôi xưng nó là con dâu của tôi. Ừ. Con dâu của chị á, nếu mà nó có hổn với, đây là con dâu của tôi á, nó có hổn với con trai tôi á, thì nó lấy lá, nó thố lên cái mỏ ác con này à. Thì nếu mà là một tố qua tố lại mà hai tụi nó không hạnh phúc và chia tay. Không có sao, nhưng mà con có thất biệt. Rồi, bây giờ vậy nè, bây giờ chú ghệ với cô dâu, mình động phòng ngay đây. Ôi lộn, mình hôn nhau cái đi rồi mình vô trong xính lễ luôn. Giờ khán giả người ta đang đợi, người ta ăn tiền. Ai, không hôn quá thằng này nó xấu quá hôn à. Hôn đi, bây giờ phải hôn may ra con gái, con gái con này sao mà hư vậy nhờ. Ai, con nhường mẹ lấy đi, con không lấy đâu. Con nhỏ ơi, mẹ ơi. Chị làm cái gì? Mày lấy chức mẹ nó cho tao. Ê, cái gì vậy? Mày, mày lớn, mày chưa về làm dâu, mày hổn lao. Mẹ, mình quá chức mẹ hai mẹ con đi mẹ. Thôi rồi, trời ơi, đám cưới bánh chạy đó rồi. Trời ơi, đừng đám cưới, dẹp đám cưới luôn đi. Trời ơi, ây da, xảy ngọ rồi. Trời ơi, á, trời cô dâu là BD luôn. Trời ơi, chú ghệ BD luôn. BD hết trơn luôn, BD. Bây giờ BD hết, bây giờ MC BD luôn. Má, mày chị con nhỏ này sao? Sao vậy? Bây giờ mày chịu hợp, mày sao? Bây giờ mày sao? Mày đứng đó, mày đứng lại cho tao chứ. Con quỷ, mày có đứng trời ơi, ây da. Đây là anh xui. Anh xui nè. Trời ơi, không phải là chị xui. Chết mẹ tôi rồi, từ nãy giờ tôi xưng hô bằng chị xui. Thôi anh xui ơi, vô đây. Tụi nói anh xui nha. Xui, vô đây rồi. Bây giờ mình sổ số đi mọi người ơi. Ủa con trai, á chạy. Nó còn sống không vậy? Con bị cái gì hả? Con bị cái gì hả? Đứng lên, con đứng lên, con đứng lên. Má, nó quánh chết con mẹ luôn nha. Cái gì? Quánh quá trời quánh.